nhận coi bác của bà bự thiệt luôn á. Ba là người hùng mà phải bự chứ. Không tin hai con đu lên ba đi dẫn được nè. À mẹ mẹ mẹ, hồi sáng ba hoài lắm luôn á. Ba còn nói chuyện hùng hồn nữa. Ba con giỏi vật tay này lắm. Dữ vậy hả? Dạ. Mời em. Toàn lên toàn. Con rất là tức rồi, con không thể nào làm gì chung với bà được nữa. Chú đuổi gì bà đi. Bè chú chọn đi, một trong hai đứa. Người chú chọn là... Đón xem tập 80 Ngôi Sao Khoai Tây phát sóng vào lúc 19:55 thứ tư ngày 19 tháng 12 năm 2018 trên kênh HTV7.